Hello, xin mến chào tất cả anh em. Trước mặt các bác đây đang là những cái bộ mic không dây anh em, những cái bộ mic không dây rất là cao cấp của bên em. Bộ mic này thì nó có một cái điểm đặc biệt, đó chỉ có một đầu thu và một tai mic thôi anh em nhé. Thì cái bộ mic này thì rất là tuyệt vời. Chất âm thì khẳng định với tất cả các bác là những cái bộ mic không dây ở trên thị trường hiện tại thì để mà so sánh thì rất ít khi em nào mà gặp được con này anh em nhé, ăn được con này. Với cái giá tiền này em nhé, đang nói với trong cái tầm tiền này, trong cái tầm giá đấy, cái bộ mic U900 này thì hiện tại bên em đang bán với giá là chỉ có 3.500.000 đồng thôi, nhưng mà chất âm của nó thì trên cả tuyệt vời luôn. Tiếng mic thì rất là dày, hát nhẹ và nói chung là tiếng nó rất là bay anh em nhé. Thì ok, hôm nay có lên cái video về một trong cái dòng mic, đó là mic U900, thương hiệu của LX Acoustic. Thì các bác có thể thấy đây, ở đây thì đều là hàng cao cấp em nhé. Đây, sách hướng dẫn sử dụng này, ok chưa? Đấy, và đây là cái đầu thu này. Đầu thu thì nó rất là nhỏ nhắn, rất là xinh xắn này em nhé, rất là bé này, ok chưa? Rất là nhỏ và nhìn nó rất là chất, bé tí luôn nhưng mà đẳng cấp ấy anh em, rất là đẳng cấp. Tay mic đây, tay mic thì cầm rất là chuyên nghiệp anh em nhé. Tay mic này thì cầm quá là chuyên nghiệp luôn, một trong những cái dòng mic đuôi chuột đẹp và cho ra một chất âm thì rất là hay. Phụ kiện đi kèm thì chúng ta sẽ có cái jack 6 ly này, có một cái chống năn này, và đây là cái cục sạc nguồn. Sạc này thì chúng ta có thể sử dụng điện yếu khỏe anh em chạy được hết nhé. Đây chúng ta có thể sử dụng điện từ 110 cho đến 220 đều ok. Đấy, và mặc dù là một đầu thu và một tai mic thôi, nó cùng một tai mic nhưng mà nhà sản xuất thì người ta cho lên tới 4 quả pin, ok chưa? Đều có dâu anten đầy đủ cho tất cả các bác. Đấy, 2 dâu anten, ok chưa? Những cái dòng này thì nó rất là khỏe em nhé, sóng nó rất là khỏe. Sóng đấy, của cái đầu thu mic này nó rất là khỏe. Luôn lấy thêm một cái bộ mic nữa đặt lên đây. Đấy, để xem anh em mà chúng ta có thể lấy một cặp em nhé. Đấy, một cặp thì nó sẽ là 7 triệu này. Đó, đây đúng không, thì chúng ta sẽ để thế này nó rất là đẹp này, ok chưa? Đây là một cặp mic anh em nhé, vì là một cái đầu thu này nó chỉ có một tay mic thôi. Anh em muốn chơi hai tay mic chúng ta bắt buộc chúng ta phải lấy hai cái đầu thu này em nhé, vì đây là cái hàng này là rất là cao cấp. Đó, hàng độc cho nên là nó mới có như vậy anh em nhé. Chiết áp đây là sử dụng chiếc đạp bi rất là nhẹ, âm lượng to nhỏ này, ok chưa? Cái này thì âm lượng thì chúng ta để cho em tầm 12 giờ là ok rồi. Đấy, và bây giờ em sẽ alo thử cái tiếng mic để cho tất cả anh em cùng nghe cái chất âm của cái bộ mic này. Thì đây, bộ mic này thì nhìn nó rất là ok anh em nhé, đẹp, nói chung là đẹp và rất là chất này. Đấy, sẽ mở âm lượng lên một chút anh em nhé, để cho tất cả các bác cùng nghe. Một hai năm sáu bảy tám chín, ok chưa? Đó, thì đây một hai 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 sáu bảy tám chín. Anh em có thể thấy cái chất âm của cái bộ mic này nó rất là ấm anh em nhé, nghe nó rất là truyền cảm đúng không ạ? Bảy tám chín rất là ấm và nghe nó rất là bay bổng đúng không ạ? Đó, thì đây là một trong cái dòng mic hôm nay có giới thiệu với tất cả các bác đấy. U900 LX Acoustic, cái sản phẩm này thì hiện tại bên em đang phân phối toàn quốc với giá là 3.500.000 đồng em nhé. 7789. Cái sản phẩm này thì chúng ta có thể mua về anh em làm MC đúng không ạ? Hoặc là chúng ta có thể thích những cái dòng một đầu thu một tay mic này thì rất là ok. Thì bây giờ em sẽ hát thử một đoạn em nhé, hát thử một đoạn ở trên về bộ mic này để cho tất cả các bác cùng nghe. Adesso vai avanti, 1 2 5 6 7 8 9. Rất
trên bờ môi. Và chàng người ơi, chào cho riêng mình tôi. Dẫu đã biết anh không thể yêu, nhưng vẫn mơ mộng yêu. Vì anh lạnh lùng bao giờ, và tôi có tin thật thà. Nên mình tôi ôm lòng đêm như nhau. Xa là nhớ đêm là mơ, mơ tình ta xanh như mai thơ. Anh chẳng xa soi và đêm đưa tình yêu qua. Vì sao người không nhận lời để tôi hoang mang tháng ngày? Anh ở đâu cho tình tôi miên man? Ngày qua ngày gió hết cơ vì anh đứng mơ. Dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai đường xa chung lối, tình tuyệt vời đây thôi. Tình yêu của những phút tâm tư những phép mơ. Xây ấm cõi lòng vượt qua lối sầu. Để đây mùa đông cho xa nụ cười rạng ngời trên lối. Sản phẩm này thì đều là hàng mới hết em nhé, đều là hàng mới chính hãng. Thì anh em có nhu cầu quan tâm tới cái bộ mic U900 này thì gọi trực tiếp với em qua số điện thoại bên dưới. Tất cả chính hãng bảo hành cho tất cả anh em lên tới là 1 năm. Lỗi tháng đầu tiên anh em sẽ đổi mới ngay trong vòng 30 ngày. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.